Chào bạn, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với sử dụng trình chiếu cơ bản nha. Câu số 41 trong bao bôi tổ hợp phím Ctrl V. Ctrl V là dán ha, Ctrl V là dán, dán nhiều thứ đúng không ạ? Không chỉ là dán một một đoạn văn bản từ clipboard đâu, mà nó có thể dán một cái slide, bạn có thể copy một cái slide bạn dán ra. Dạ, bạn có thể copy một cái hình ảnh bạn dán ra. À, nha. Sao chép thì chúng ta là Ctrl C, còn xóa một đoạn văn bản thì chúng ta sẽ là delete, bấm nút delete. Trong phát biểu nào đây là đúng nè? Trong chương trình bao bôi chúng ta có thể chỉ có thể thiết lập các tùy chọn cho một slide và không thể thiết lập cho một tập hợp slide cùng lúc là không đúng nha các bạn. Ta có thể thiết lập nhiều cùng lúc nhiều slide, nó có cái chữ là apply to all, nó áp dụng cho tất cả slide á nha. Trong chương trình đây, ví dụ như tôi chỉnh cái background đi, tôi vô một design nè, tôi chỉnh background style ha, tôi chọn cái background style, format background nè đó, thì bạn chỉnh một bất kỳ cái gì đó. À, thì bạn có thể chỉnh cho slide này, những slide khác nó có thể không ảnh hưởng. Nhưng mà nếu bạn bấm apply to all là áp dụng cho tất cả, thì tất cả những slide khác đều áp dụng cái phần tinh chỉnh nãy giờ của bạn ở đây. Apply to all có nhiều mục lắm, nhiều mục apply to all lắm các bạn. Cho nên có assign nha. Trong trình bao bôi chúng ta có thể thiết lập các tùy chọn cho một slide hay một tập slide cùng một lúc. À, đúng là câu này đúng ha. Rồi đúng, các bạn phải đọc luôn câu C để biết đúng hay nó sai nha. Trong chương trình shop bao bôi thì chúng ta có thể thay đổi team một lần là không đúng nha. Chúng ta có thể thay đổi bao nhiêu lần tùy thích thôi. Ví dụ như tôi đang đứng ở team này, tôi muốn qua team này, tôi qua team này, Claude đi ha, tôi qua team này nó, tôi đổi đổi bao nhiêu team tôi thích nào tôi đổi đó thôi, không có gì hết. Trong bao bôi 10 để xóa toàn bộ định dạng văn bản tôi được chọn, tôi làm gì các bạn? Tôi vào xóa toàn bộ định dạng đoạn văn bản được chọn, tức là chúng ta sẽ chọn một đoạn văn bản xong chúng ta xóa, thì lúc này nó bằng clear format nữa các bạn. À, cái lúc này nè, ở bao bôi cũng có, nó nằm ở trong tab home nha, tab home đây, trong bao bôi cái tab home nè nó có cái clear format nè, bạn phải chọn nó đến này nó mới hiện ra nha, bạn phải chọn nó mới hiện ra. À, chọn nó mới hiện ra nha. Trong bao bôi 2010 hiệu ứng cho các đối tượng trên slide gồm các nhóm nào sau đây các bạn? Hiệu ứng á thì chúng ta sẽ có mấy loại hiệu ứng bạn, ta sẽ có bốn bốn loại hiệu ứng. À, đối tượng trên slide tức là animation đó các bạn, hiệu ứng cho đối tượng animation đó, bốn loại hiệu ứng là đây. À, chúng ta sẽ coi, xin lỗi bạn, ta sẽ coi bốn loại hiệu ứng đó, animation nè, chúng ta sẽ có đó, để tôi chọn cái hộp này đi thì nó mới hiện ra. Ta sẽ có là entrance tức là nhấn mạnh, tức là xuất hiện vào trong slide, emphasize là nhấn mạnh đó, và exit, exit đó là thoát. À, là biến, làm cho các cái phần tử nó sẽ biến ra khỏi, biến mất khỏi màn hình, và motion path là làm cho nó di chuyển theo một hướng, làm cho nó di chuyển theo một hướng. Thì chúng ta có bốn nhóm này nha. Cái nhóm này là nhóm đưa cái đó vào trong, ví dụ như này lúc đầu không có, xong cái nó xoay, hoặc là random bar nó chéo ra, hoặc là nó nhảy vô, nó đứng ngoài rồi nó nhảy vô, rồi sau khi nhảy vô bạn có thể emphasize nó, tức là bạn nhấn mạnh nó bằng cách là phóng to thu nhỏ, phóng to thu nhỏ, hoặc là xoay nó. Rồi sau đó bạn có thể cho nó thoát ra khỏi cái bài trình chiếu mình, là exit nó, là cho nó thoát ra luôn, không có cho nó vô nữa. Motion path là bạn cho di chuyển theo một hướng đó. Thì ở đây á, chúng ta sẽ có là motion path exit entrance. À, chúng ta sẽ có ha, exit entrance emphasize nè, đúng rồi, chúng ta có hết tất cả luôn bạn. Chúng ta có entrance nè, exit emphasize nè, và chúng ta có luôn motion path. Chúng ta có bốn cái lận, nếu mà bạn chọn con A là exit entrance emphasize, motion path exit entrance thì đều có hết. Đáp án ta sẽ là tất cả đều sai. Tại sao vậy? Câu A cũng đúng, câu B cũng đúng. Hai câu này nó đúng hết rồi thì câu này nó sai thôi. À, tất cả đều sai. À, tất cả đều sai tại vì nó có mấy nhóm bạn. Ta sẽ có bốn nhóm cho nên A với B đều sai. Dù nó có đó nhưng mà nó không đủ. Nó đúng nhưng mà nó không đủ. À. Bởi vì câu trắc nghiệm này chọn thì cũng phân vân lắm ha. Nhưng mà đã nói là trắc nghiệm thì mình sẽ chọn cái gì bạn? Chọn cái mà nó khác biệt nhất so với những cái còn lại. Giả dụ như đôi khi tôi gặp những câu trắc nghiệm mà đề nó sai, ví dụ như đề yêu cầu chọn câu đúng đi, nhưng mà tôi thấy câu A, câu B, câu C đều đúng cả, thì bắt buộc mình phải chọn câu D thôi, chọn câu sai thôi, đúng không? Tại vì câu A, câu B, câu C đều đúng thì mình trắc nghiệm là mình chọn cái khác biệt nhất. Trong bao bôi tổ hợp còn trên C sử dụng để sao chép một cái gì đó ha, sao chép slide, slide là này nè bạn, để tôi thêm vài cái slide nữa. Slide là những cái này nè. À, các bạn có thể nhấp chuột phải, bạn copy slide, bạn dán nó ra. À, còn trên C nó, bạn chọn nó, bạn bấm Ctrl C cũng được, hoặc bạn chọn một cái text nào đó, bạn Ctrl C cũng được. À, chứ không chỉ là
chép một đoạn văn bản, một chép một chữ cũng được. Muốn chèn sơ đồ tổ chức vào slide ta thực hiện thế nào bạn? Sơ đồ tổ chức á, sơ đồ nha, sơ đồ tổ chức thì bạn vô insert, đã nói chèn là bạn vô insert. Và bạn insert cái gì? Insert smart ad và hierarchy. Hierarchy là một cái sơ đồ đó, một cái sơ đồ phả hệ, sơ đồ tổ chức đó bạn. Còn bạn insert picture là chèn một cái hình, không phải là sơ đồ cả, sơ đồ phải là smart ad. Và smart ad kiểu picture thì nó không phải là sơ đồ tổ chức mà nó là sơ đồ picture ha. Chủ yếu là dịch dịch tiếng Anh thôi. Trong bao bôi chèn chữ nghệ thuật word art đó bạn, bạn chèn một cái chữ nghệ thuật word art thì bạn vào insert và insert word art insert vào insert và word art hoặc là insert insert word art, cái này tôi cũng không chắc nữa, tôi vô coi thử coi ha. Chúng ta có cái từ là word art thôi chứ không có insert word art các bạn ơi, tôi vô chọn insert và word art chứ không có insert để insert word art nữa, không có nha. Rồi thì đáp án chính xác chúng ta là insert word art thôi. Vào insert và chọn word art nha. Insert chọn word art. Đúng rồi, trong PowerPoint cũng vậy thôi, bạn cũng vào insert và bạn chọn word art thôi, word PowerPoint cũng giống giống nhau thôi. Rồi, tiếp tục nha. Trong PowerPoint 2010 thao tác nào sau đây có thể thiết lập thư mục lưu trữ mặc định? Dễ quá. Bạn chọn vào file cell vào option, không có option ha, bạn phải vào file Option cell default file location, cái này đúng nha. Bây giờ ta sẽ cho bạn coi nha. Tôi vô file nè, tôi vô file nè, tôi vô cái mục option. Trong file này thì nó không có default đâu, các bạn phải vô option nha, vô option. Giờ bạn chọn cái, không có file ha. Bạn chọn cái, nó có cái default mà general nè. Tôi coi thử cái roofing là nó cài đặt những cái mà sửa lỗi đó bạn, sửa lỗi chính tả đó. Cell là lưu trữ nè, đúng rồi nè nè. Vô file nè, option, option thì nó sẽ hiện ra cái bảng này. Trong bảng này thì có cái mục cell và trong mục cell á nó có cái mục default file location là lưu lưu mặc định vào thư mục nào. Thì ta là lưu mặc định vào cái thư mục BS Worldwide Documents nha. Tức là khi mà tôi nè, tôi bấm nút cell nè thì nó sẽ mở cái thư mục đầu tiên của tôi á là thư mục này. Document, tức là BS Worldwide Document đó, thư mục C hay chấm xịt BS Worldwide Document đó là thư mục này nè. Nha, mặc định là thư mục đó. Cái từ mặc định đó, giống như là mặc nhiên nó vậy á, mặc nhiên nó tức là mình không cần phải chỉnh gì cả, nó là mặc định là nó vậy, mặc định là định định sẵn nó vậy. Không biết nói sao. Trong PowerPoint 2010 cách nào để ẩn một slide đã được chọn các bạn? Bạn ẩn một slide được chọn, nhấp chuột phải bạn gì? Slide hai slide hai slide. Các bạn vô slideshow và hai slide này tại vì cái mục á, ẩn ẩn một slide nằm ở trong một slideshow, nó nằm ở đây nè các bạn. Trong slideshow các bạn có thể chọn hai slide này, hai slide này ví dụ như tôi đó này ha, hai slide là khi mình trình chiếu, hai slide có nghĩa là khi mình trình chiếu thì cái slide số 2 này sẽ không hiện ra, không hiện ra. Ví dụ như tôi cho slide này slide 1 đi, thằng này là 2 nha, thằng này là 3, thằng này là 4. Rồi trình chiếu là sao, mình làm cái bao bao chủ yếu mình trình chiếu cho nhiều người ta coi thôi. Bây giờ mình hai slide đó nè, hai slide là slide này bị ẩn, các bạn thấy ở đây nó có dấu gạch nè đó. Và bạn trình chiếu nha, bây giờ tôi bắt đầu nè, tôi vô slideshow tôi trình chiếu from beginning nè, là nó sẽ đi từ slide 1 nè, thì sẽ nhảy slide 1 nhảy qua slide 3 chứ nó không nhảy slide 2, tại vì slide 2 mình đã hai rồi, mình đã ẩn nó rồi thì người dùng người ta sẽ không thấy được nhưng mà mình thấy. Bạn nắm được vấn đề ha. Rồi xong rồi, trong cái một slideshow này cũng có nhiều thứ lắm á, chúng ta có hai slide nè. Chúng ta có rehearing timing á, là không biết nữa, ngủ quá. Tiếp tục đi. Trong PowerPoint thì cách nào để đánh số trang cho các slide? Các bạn vô insert và slide number nha. Bạn muốn đánh số trang bạn phải insert slide number, nó nằm đây nè, insert nè. Và slide number, header, footer. Trong PowerPoint 2010 sau khi đã chèn một bảng một slide muốn chia ô hiện hành thành hai ô bạn phải làm gì các bạn? Sau khi đã chèn một bảng một slide các bạn, bạn đã chèn một cái bảng của cái slide rồi, các bạn hình dung được không? Tự nhiên bạn chèn một cái bảng vô cái slide muốn chia ô hiện tại thành hai ô, bạn phải làm gì? Bạn phải split cell, bạn phải nhấp chuột phải và bạn chọn split cell nha. Còn bạn vào table split cell thì không đúng, tại vì nếu bạn insert nè, bạn insert một cái table đi, ví dụ tôi insert cái table đi thì nó không có cái mục table, không có cái tab table. Thấy không? Nó có cái table tool, trong table tool nó có design layout. Thì câu này nó muốn đúng á, bạn phải chọn là
vô Table Tool Layout và chọn Split Cell, nó sẽ tách cái ô này làm hai ô nè, Split Cell nè, đó, nó tách ra. Hoặc giả là bạn muốn tách cái ô này đi, tôi nhấp chuột phải và tôi chọn chọn Split Cell, tách ra, à, thì nó hỏi là bao nhiêu cột, bao nhiêu hàng, tôi có thể tách thành hai cột hai hàng thì lần này sẽ chia làm bốn bốn ô, đó các bạn thấy không, nó thành bốn ô, ok ha. Rồi trong bao bao 2010 thao tác nào đây để nhúng phông kèm theo bài thuyết trình các bạn, để nhúng phông kèm theo bài thuyết trình các bạn, à, thì các bạn phải vô file option và cell chọn em phông in the file, à, tại vì á lưu lại, bạn phải lưu nó lại nha. Còn cái mục roofing á, bạn vô nè file nè, option nó hiện ra cái bảng nè, đó, hiện ra cái bảng nè, cái bảng này á, general thì nó không có gì đâu, general là thông tin của tổng thông tin tổng quát thôi, thông tin tổng quát tức là bạn có thể chọn cái phông của nó là phông black, phông black đi thì cái này nó sẽ biến thành màu black thôi nha, nó không có gì hết. Bạn chọn cái theme á, thì bình thường mình sẽ là blue blue, nhưng mà tất cả mọi thứ á, bạn muốn em bồ cái phông vô á, em bồ cái phông, bạn chọn cái này em bồ phông to the file, em bồ phông to the file là sao, ví dụ như bạn soạn thảo cái bài này ở phông gì, phông bao bồi ở phông phông vini, nhưng mà nhiều máy nó không có phông vini các bạn ơi, nhiều máy nó xài phông unicode không à, à cho nên á, bạn có thể sử dụng tính năng đó đặng bạn ép cái phông vini đó vô cái file presentation 1 này luôn, thì người ta ở máy khác người ta có thể mở cái file lên mà người ta không cần xài cái phông vini, không cần cài cái phông vini trong máy, nên mà người ta vẫn mở, người ta không bị lỡ phông. Bạn nào mà học slide của mấy thầy cô ở trường đại học thì chắc là bạn sẽ gặp nhiều slide bị lỡ phông, à, sẽ gặp nhiều slide bị lỡ phông đó. Trong PowerPoint 2010 cách nào để soạn thảo nội dung slide các bạn, soạn thảo nội dung các bạn, nội dung thì bạn phải xài view và normal, à, tức là cái view nào để soạn thảo nội dung, cái view slide sorter là để sắp xếp cái thứ tự của slide, còn notepage view notepage là làm gì, bạn ghi chú cho mỗi cái slide nha. Bạn vô view nè, bạn vô view, bạn chọn notepage đi thì nó sẽ có cái phần note ở dưới này, à note này mình để zoom bự lên đó, mình note mà, mình note mà, mình ghi chú mà, còn slide sorter nó sẽ xếp như này, mình nhấp mình di chuyển nó, à mình kéo nó qua bên này đó bạn, kéo qua bên này nó thì bốn nó sẽ di chuyển qua, tôi dục nó về ngược lại ha. Các bạn di chuyển bạn thấy có đường màu đen nè, thấy không, cái đường màu đen nè, nó thả giữa hai slide 2 3 nó có cái đường đen nè, nó thấy không, à, thì bốn nó sẽ vô giữa 2 3, à đó bạn thấy hình dung không, bạn đè chuột và bạn kéo nó đi thôi, à, chọn nó đè chuột bạn kéo đi, đó là slide sorter, nó không có soạn thảo nội dung được nha. Trong bao quanh để 10 cách nào để chèn bảng biểu của slide ha, chúng ta sẽ vào insert và insert table thôi. Trong bao bo 10 khi sau khi đã chèn một bảng của slide muốn xóa cột nào đó, ta nhấp chuột phải, chọn cột cần xóa, nhấp chuột phải và chọn delete column. Đó, cái từ delete column là xóa cột rồi, rất là dễ hiểu. Còn split cell là tách ô đó ra, mẹt cell là gom hai ô lại thành một ô, hoặc là gom nhiều ô lại thành một ô. Trong bao bo 10 có bao nhiêu mẫu bố cục layout, à, mặc định ô. Bây giờ mình sẽ mở ra bao nhiêu mẫu ha, chúng ta sẽ vô design, chúng ta sẽ coi bao nhiêu mẫu, bao nhiêu mẫu đây, mặc định là này ta 9 ha, 9 ta có 9 cái, 3 9 cái ta có 9 cái mẫu mặc định, mẫu bố cục layout mặc định, đây là cái mẫu layout bạn, đây là cái mẫu layout nè, có 4 có 9 mẫu layout mặc định nè, ta có thể không có gì hết, ta có thể design cái mẫu layout riêng của mình cũng được, không có gì hết các bạn ơi, các bạn có thể design thêm, bạn vô slide master bạn design thêm. Trong bao quanh 2010 cách nào để thêm một slide mới các bạn, nhấp chuột phải vào slide và new slide thôi, new là mới, slide là slide mới thôi. Trong bao quanh 2010 cách nào để xóa một slide đã chọn, các bạn nhấp chuột phải và delete slide thôi, muốn nhấp chuột phải vô nó bạn delete nó thôi. Trong khi đang trình chiếu muốn chuyển sang màn hình của một chương trình ứng dụng khác đã mở trước để minh họa mà không kết thúc việc trình chiếu, sử dụng tổ hợp phím attach tab các bạn, tôi đã chỉ các bạn sử dụng attach tab rất là nhiều lần rồi ha, tôi có thể xài attach tab để tôi chuyển qua lại giữa rất là nhiều cái phần mềm nha. Trong PowerPoint 2010 mẫu bố cục layout to content thì có bao nhiêu placeholder, to content thì bạn sẽ có hai placeholder các bạn,
và ta sẽ cho bạn coi placeholder là gì nha. Ta sẽ vô view và ta chuyển lại chế độ normal view nha. Bây giờ ta sẽ home, ta sẽ insert một cái to content nữa bạn, to content. Thì bên này á là hai này là placeholder. Bạn biết placeholder là cái gì? Placeholder là cái này nữa bạn. Là một cái khung, trong cái khung đó đó nó chứa những cái này, mình có thể chèn nhanh, mình nhấp một cái là mình chèn liền chứ mình không cần vô insert mình chèn smart add, mình nhấp thẳng vô đây mình chèn smart add vô cái khung này. Tương tự bạn có thể bên này bạn chèn chèn cái chạc vô đây, bạn có thể so sánh một cái chạc bên này cái chạc này, hoặc là bạn chèn hai cái hình, bạn hình này với hình này. Bạn yêu cầu là người ta yêu cầu người xem á, người ta so sánh tìm cái điểm khác biệt giữa hai bức hình đó, dạng vậy ha. Thì đó, đó giả là bạn muốn so sánh cái sự khác nhau giữa hai cái phần tử nào đó của hai 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 cái item nào đó đó, thì bạn có thể sử dụng to content placeholder là này nha. Các bạn có thể vô view slide master nha, và các bạn trong slide master đó bạn có thể insert một cái layout mới nữa các bạn. Ta có chín cái layout mặc định, trong khi bạn có thể insert một cái layout mới ha, insert layout mới hoặc là bạn insert một slide master. Đây đây slide master 1, đây là slide master master 2. Bạn có thể design nhiều cái slide master cũng được. Trong slide master 2 bạn có thể insert một cái layout là con của slide master, con của slide master. Đây là slide tôi mới insert nè, trong đó bạn có thể insert một cái placeholder các bạn. Các bạn insert một cái trong slide master nè, nè bạn có thể insert một cái placeholder. Trong placeholder á chúng ta có nhiều loại placeholder, chúng ta có thể placeholder là content, content đây, đây là cái content, to content nè, content đây. Bạn có thể insert placeholder là một cái text như thế này. Đó, bạn insert placeholder là một cái hình picture, thì người ta sẽ nhấp vô một cái ta clone master view này nha, ta clone master view này, ta sẽ insert new slide. Và trong cái custom design á, tức là cái design của tôi á, tôi có chèn một cái custom của tôi, custom layout của tôi nè, tôi chọn cho nó là ta sẽ insert cái slide 6 là lấy cái mẫu mà nãy tôi thiết kế, trong đó có cái hình, tôi có thể nhấp vô một cái và tôi chọn cái hình đó, đó là placeholder các bạn. Thì to content thì có bao nhiêu placeholder, thì chúng ta sẽ có hai placeholder ở hai bên, các bạn hình dung được không? Hai cái placeholder nè, to content nè, hai placeholder. Rồi xong, tới đây chắc tạm dừng nha. Rồi chào các bạn.